Chủ đề của video lần này: khối lệnh Event và Control, sự kiện và điều khiển. Master Lăng Dương Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Master Lăng Dương Channel với YouTuber Master Lăng Dương. Với nội dung của video này, các bạn thấy đó là sự kiện về điều khiển. Sự kiện là những tình huống xảy ra khiến cho nhân vật hoặc sân khấu phải phản ứng lại. Còn điều khiển là các bạn chủ động thực hiện điều khiển nhân vật hoặc là tùy biến sân khấu trong cái dự án của các bạn và lập trình trong cái strat này. Đầu tiên các bạn đến cái khối lệnh là sự kiện. Các bạn quan sát ở bên cái khung này, các bạn thấy đó là cái nhóm lệnh màu cam nhạt, events. Các bạn nhấp chuột vào, các bạn thấy đây là những lệnh trong cái nhóm lệnh của event. Đầu tiên các bạn đến cái khối lệnh với nhân vật. Như vậy các bạn phải chọn nhân vật ở vị trí này để chúng ta sẽ áp dụng những cái khối lệnh event này với nhân vật. Chẳng hạn ở đây trên màn hình đó là chú mèo. Đầu tiên các bạn đến với khối lệnh là when, lá cờ màu xanh, click. Đây các bạn kéo ở vị trí bên khung chứa các khối lệnh vào vị trí kịch bản. Giả sử ở đây chúng ta muốn là khi nhấn lá cờ thì nhân vật sẽ di chuyển, thì các bạn sẽ coi lại cái nhóm lệnh là motion. Các bạn chọn motion, các bạn chọn move 10 step, nghĩa là khi nhấp vào lá cờ ở vị trí này hoặc là các bạn nhấp ở vị trí này thì nhân vật sẽ đi về bên phải 10 bước. Các bạn quan sát nhấn lá cờ ở đây, các bạn thấy chú mèo đi về 10 bước, hoặc là các bạn nhấn ở đây cũng được, là chú mèo đi về 10 bước. Tiếp theo các bạn đến cái lệnh thứ hai, khi gõ một phím trên bàn phím thì, đây các bạn quan sát chúng ta có một cái sự kiện là khi gõ một phím trên bàn phím. Đây các bạn quan sát, Master Lăng Dương kéo vào cái vị trí kịch bản và Master Lăng Dương sẽ dời cái lệnh này xuống và bỏ cái khối lệnh phía trên đi. Ở đây chúng ta thấy trên bàn phím có rất nhiều phím, các bạn muốn nhấn phím nào chúng ta sẽ xác định ở vị trí này. Chẳng hạn ở đây là chúng ta gõ phím khoảng trắng space á, thì nhân vật sẽ di chuyển. Các bạn quan sát, giả sử Master Lăng Dương sẽ nhấn vào phím khoảng trắng và nhân vật sẽ di chuyển là 100 bước. Các bạn quan sát, chúng ta nhấn phím space, các bạn thấy là cái nhân vật sẽ di chuyển qua bên phải là 100 bước các bạn ha. Đó. Ngoài phím space thì các bạn có thể xác định những phím khác, ví dụ như là phím mũi tên lên, xuống, qua trái, qua phải, hay là phím chữ A. Chẳng hạn ở đây Tân Dương chọn phím A các bạn ha. Rồi khi gói A thì nhân vật sẽ qua bên phải các bạn ha. Gói A thì qua phải, qua phải. Đó. Như vậy với cái khối lệnh này các bạn có thể thực hiện cái việc tương tác giữa bàn phím và cái nhân vật ở trên cái dự án squad của các bạn. Tiếp theo các bạn đến khối lệnh khi click chuột vào nhân vật cần chọn trên sân khấu thì, các bạn quan sát ở đây Master Lăng Dương sẽ bỏ lệnh cũ đi, chúng ta chọn khối lệnh là when this sprite click, tức là khi mà nhấp chuột vào chú mèo thì chú mèo sẽ phải có hành động tương ứng. Thì đây giả sử như là chúng ta chọn là chú mèo sẽ di chuyển về bên phải là 100 bước. Các bạn nhấp chuột vào chú mèo ở trên sân khấu, như vậy khi nhấp vào thì chú mèo sẽ di chuyển các bạn ha. Thì đây cũng là một hình thức để các bạn có thể là tương tác chuột với cái nhân vật ở trên sân khấu. Đây cũng là một cái thao tác rất là thú vị để các bạn có thể làm những cái bài tập sáng tạo với Strat. Tiếp theo các bạn đến cái khối lệnh khi thay đổi phông nền của sân khấu thì các cái nhân vật hoặc là sân khấu sẽ phản ứng lại các bạn ha. Đây. Với khối lệnh này các bạn thực hiện như sau. Giả sử ở đây Master Lăng Dương sẽ thêm vào phông nền của chúng ta bằng cách Master Lăng Dương sẽ chọn ở vị trí này các bạn ha. Rồi chúng ta vào backdrop. Hiện nay chúng ta thấy là chỉ có một phông nền thôi. Bây giờ chúng ta tiến hành thêm một phông nền nữa bằng cách là các bạn sẽ nhấp vào vị trí này.
các bạn chọn phông nền, ví dụ các bạn chọn là ở sa mạc. Như vậy hiện nay chúng ta có hai phông nền, một cái màu trắng và một cái màu sa mạc các bạn ha. Và để cho ấn tượng, Martin sẽ bỏ cái phông nền màu trắng đi và Martin Dương sẽ thêm một phông nền khác vào. Giả sử chúng ta thêm một phông nền ở trên cái cao nguyên này các bạn ha. Vậy chúng ta có hai cái phông nền. Thế bây giờ chúng ta trở về phần viết lệnh. Các bạn thấy là chú mèo sẽ có thể là hiện ở trên hai cái phông nền sân khấu, một là trên cao nguyên và hai là ở sa mạc. Thì chúng ta sẽ thực hiện là khi mà phông nền là chuyển qua phần sa mạc thì chú mèo sẽ tiến lên là 100 bước. Vậy chúng ta làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vào phần sân khấu. Các bạn chọn phần sân khấu. Các bạn chọn lệnh là Next Backdrop, nghĩa là chúng ta sẽ chuyển, các bạn quan sát nè, Next Backdrop tức là chuyển qua bạn ha. Rồi, thì ý chúng ta là muốn khi mà chuyển sân khấu á, mà cái phông nền là sa mạc thì chú mèo sẽ tiến 100 bước. Thì cái làm như sau, chúng ta sẽ chọn nhân vật chú mèo. Chúng ta chọn là Event. Chúng ta chọn là When Backdrop Switch To. Các bạn chọn là khi mà phông nền chuyển qua sa mạc là Desert. Các bạn sẽ thực hiện việc là di chuyển chú mèo. Các bạn chọn là Move 100 bước ở đây. 100. Như vậy, khi ở chúng ta điều khiển sân khấu luân chuyển giữa sa mạc và cao nguyên vân vân, thì khi mà qua cái phông nền sa mạc á, thì chú mèo sẽ tiến về là 100 bước. Còn khi ở cái cao nguyên mà núi này các bạn ha, có đá đó thì nó không di chuyển. Các bạn quan sát, chúng ta chọn phông nền, các bạn chọn Next Backdrop. Như vậy là với cái nền này thì chú mèo không di chuyển, nhưng nó chọn Next Backdrop thì chú mèo sẽ di chuyển 10 bước. Tiếp tục các bạn chọn Next Backdrop nữa thì chú mèo không di chuyển, bởi vì đây là cái cao nguyên đá nè, là không có cái yêu cầu đó. Bây giờ các bạn chọn Next Backdrop tức là sẽ chuyển qua, chúng ta đang có hai cái nền sân khấu các bạn ha. Một đó là cái sa mạc và hai là cái cao nguyên này. Vậy ở cao nguyên này chúng ta không có di chuyển chú mèo, còn ở cái sa mạc thì nó di chuyển. Như vậy với cái thực hiện này thì các bạn thấy là khi chúng ta chọn Next Backdrop tức là qua cái cao nguyên này thì chúng ta di chuyển, nhưng mà các bạn chọn là Next Backdrop tức là chuyển qua cái sa mạc thì chúng ta di chuyển, bằng ha, cứ liên tục như vậy đó. Như vậy bằng ha, như vậy là với cái event này là các bạn sẽ thực hiện điều khiển một cái hành động nào đó của một nhân vật nào đó, hoặc là của các cái tình huống tương ứng trong cái SWOT của các bạn, mà khi chúng ta chuyển đến cái phông nền sân khấu được xác định ở trong cái lệnh là When Backdrop Switch To. Tiếp theo các bạn đến cái khối lệnh khi độ ồn hoặc thời gian bấm giờ lớn hơn một giá trị nào đó, thì ở cái sự kiện này là chúng ta dành cho khi chúng ta thực hiện với âm thanh. Thì cái này sẽ được Martin Dương trình bày ở trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhớ theo dõi các video tiếp theo của Martin Dương Channel. Tiếp theo các bạn đến nhóm lệnh khi nhận hoặc phát đi một tin nhắn hay là một thông điệp. Thì đây các bạn quan sát, ở đây chúng ta có là When I receive message. Chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ thêm một cái thông điệp vào, ví dụ như là chào bạn. Chào bạn. Đây là một tin nhắn hay là một thông điệp các bạn ha, chào bạn. Vậy khi phát, khi mà nhận được cái thông điệp này á, thì cái nhân vật sẽ phản ứng ra sao? Ví dụ ở đây Martin Dương thêm vào một nhân vật nữa là quả banh. Đó, bóng rổ bạn ha. Như vậy chúng ta có hai nhân vật. Vậy khi quả banh di chuyển hoặc là chú mèo di chuyển ha, thì ở đây chú mèo sẽ nhận cái thông điệp là chào bạn. Như vậy ai là người phát ra cái thông điệp này? Chính là cái quả banh này các bạn ha. Rồi, chúng ta chọn cái quả banh bóng rổ. Rồi, các bạn sẽ thực hiện việc là phát ra cái tin nhắn hoặc là thông điệp bằng cách các bạn chọn cái lệnh là broadcast ha. Broadcast tức là phát đi, quảng bá đi cái tin đó. Rồi, chào bạn. Khi mà quảng bá chào bạn thì ở các bạn chọn cái nhân vật chú mèo, thì chú mèo nhận được When I receive chào bạn thì sẽ hành động là di chuyển về bên phải. Các bạn chọn move 10 step ở đây. Rồi các bạn quan sát, khi các bạn chọn quả bóng muốn rổ, các bạn nhấp chuột vào đây, nghĩa là quả bóng rổ là một nhân vật sẽ phát đi một thông điệp, đó là chào bạn. Thì khi đó chú mèo sẽ nhận được cái thông điệp chào bạn này và chú mèo sẽ di chuyển qua bên phải
là các bạn ha, các bạn quan sát. Giả sử ở đây quả banh nằm ở vị trí này, chú mèo ở vị trí này, các bạn sẽ chọn cái quả banh, các bạn chọn là broadcast, tức là phát thông điệp, thì chú mèo sẽ nhận được, thì chú mèo sẽ được di chuyển bên phải. Bạn hai, các bạn quan sát này, nhấp chuột đó, nhấp broadcast tức là quả banh phát đi tin nhắn, thì chú mèo nhận được thì sẽ thực hiện việc di chuyển bạn ha. Và để cho rõ ràng hơn thì Mr. Dương sẽ điều chỉnh cái bước đi của chú mèo là 100 bước. Các bạn chọn lại cái trái bóng rổ, các bạn chọn broadcast rồi nhấp vô thì chú mèo đi 100 bước bạn ha. Tức là cái việc mà phát thông điệp này là của cái quả bóng rổ, khi phát đi thì chú mèo nhận được thì chú mèo sẽ di chuyển các bạn ha. Như vậy là một bên là phát đi là broadcast, một bên là nhận được là receive bạn ha, để mình thực hiện cái việc tương tác các cái nhân vật với nhau, hoặc là tương tác giữa nhân vật và cái sân khấu. Đó là các bạn dùng cái khối lệnh này. Tương tự các bạn sẽ có cái khối lệnh là broadcast nội dung thông điệp hoặc là tin nhắn và chờ bạn ha. Đây cũng là một cách làm để các bạn đưa vào trong các cái bài dự án của các bạn trong Scratch. Tiếp theo các bạn đến khối lệnh event, sự kiện dành cho sân khấu. Đầu tiên các bạn phải chọn sân khấu muốn thực hiện. Ở đây các bạn phải chọn ở vị trí này là cái sân khấu cần thực hiện. Tiếp theo các bạn có những lệnh liên quan đến sân khấu. Tuy nhiên khối lệnh event áp dụng cho nhân vật mà Mr. Dương vừa trình bày ở trên thì đều áp dụng được cho sân khấu. Tuy nhiên chỉ có một thay đổi, tức là sẽ với sân khấu chỉ có là thêm một cái lệnh là when stage click, tức là khi mà sân khấu được nhắc chuột được kích hoạt các bạn ha. Đây bạn quan sát, khi các bạn chọn nhân vật chú mèo thì cái nhóm lệnh event là những lệnh, những khối lệnh như vậy được trình bày ở phần trước của video. Còn khi các bạn chọn sân khấu, bạn thấy sẽ đổi ở vị này các bạn ha. Các bạn quan sát các cái khối lệnh khác vẫn giống như vậy, chỉ riêng ở đây đổi các bạn ha. Các bạn quan sát chọn thì nó đổi đây là when stay click, tức là khi mà sân khấu được kích hoạt, được tương tác với bạn ha. Rồi bạn quan sát, giả sử ở đây chúng ta sẽ nhấp chuột vào sân khấu này, và khi nhấp chuột đó thì sân khấu sẽ thay đổi bạn ha. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta kéo cái khối lệnh ở đây vào đây các bạn, sau đó các bạn sẽ thêm cái khối lệnh là khi sân khấu được nhắc, được tương tác, được kích hoạt thì chúng ta sẽ qua cái phông nền sân khấu mới. Các bạn quan sát, rồi đây chúng ta sẽ thực hiện là nhấp vào cái phông nền, nhấp chuột vào bạn ha, thì cái phông nền sẽ đổi qua cái phông nền tiếp theo, luân phiên các bạn ha. Đó thì các bạn thực hiện cái thao tác này đối với những cái dự án Scratch mà các bạn muốn chuyển đổi những cái thời điểm. Ví dụ các bạn làm một cái bài về thời tiết là sáng, trưa, chiều, tối, hoặc là xuân, hạ, thu, đông, các mùa, thì các bạn có thể là chọn cái chức năng này để các bạn chuyển qua những cái giai đoạn tiếp theo ở trong cái dự án Scratch của các bạn, cũng là rất lý thú các bạn ha. Tức là chúng ta nhấp chuột vào sân khấu thì sân khấu sẽ phản ứng lại các bạn ha, theo cái yêu cầu của chúng ta. Tiếp theo các bạn đến khối lệnh điều khiển. Để Mr. Dương xóa các khối lệnh đi. Khối lệnh điều khiển là ở góc bên này, các bạn thấy nhóm có một tên là control, là những cái khối lệnh màu cam đậm các bạn ha. Rồi thì với cái khối lệnh điều khiển này thì các bạn sẽ có như sau. Đầu tiên các bạn có cái khối lệnh điều khiển với nhân vật, như vậy các bạn phải chọn nhân vật các bạn ha. Giả sử đây chọn chú mèo, các bạn chọn chú mèo các bạn ha. Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện là với cái khối lệnh control này chúng ta có các cái khối lệnh như sau. Thứ nhất đó là cái khối lệnh đợi trong khoảng thời gian tính bằng giây. Đây là cái này các bạn ha. Đó. Đây. Ví dụ các bạn thực hiện một cái hành động đi của nhân vật và các bạn muốn dừng lại cho một giây để chúng ta quan sát thì chúng ta dùng cái khối lệnh này. Các bạn có thể cho cái thời gian dừng ở đây là nhiều hơn, ví dụ như 3 giây. Hoặc các bạn hãy cho là nhanh hơn là 0,5 giây hoặc là 0,3 giây, thì các bạn có thể là cho ở vị trí này, đó là số nhỏ hơn là 0,3 giây thì thời gian dừng sẽ ngắn, như vậy là các cái hành động sẽ liên tục nhau nhiều hơn. Tiếp theo các bạn đến cái khối lệnh repeat và forever. Chẳng hạn các bạn muốn cho chú mèo đi liên tục thì các bạn sẽ chọn là repeat.
các bạn muốn cho đi chuyển trong thực hiện cái di chuyển trong 10 lần thì các bạn sẽ chọn là 10 và các bạn sẽ trở về motion, các bạn chọn là move đang 10 bước bạn ha. Hoặc ở đây các bạn chỉnh lại là muốn lập 5 lần thôi, 5 lần. Mỗi lần di chuyển 10 bước, bạn quan sát khi nhấp chuột ở đây, các bạn thấy chú mèo sẽ di chuyển 5 lần mỗi lần đi với cái khoảng cách là 10 bước, bạn quan sát. Đây. Chú mèo đi, đó, 5 lần bạn ha. Và chúng ta muốn cho thấy được, chúng ta sẽ cho cái khối lệnh chờ ở đây. Đó, tức là đi được 10 bước thì chờ 1 giây các bạn ha, thì chúng ta sẽ nhìn sẽ rõ hơn cái bước đi của chú mèo, các bạn quan sát, lập 5 lần. Bạn thấy 1 2 3 4 và 5. Như vậy là chú mèo đi được thiệt 5 lần với khối lệnh repeat. Còn nếu các bạn muốn cho chú mèo chạy liên tục mọi ha, mãi mãi thì các bạn chọn là forever. Ví dụ ở đây Mr. Tân Dương chọn là luôn luôn cho chú mèo quay các bạn ha. Thì chúng ta chọn là forever. Các bạn chọn motion, các bạn chọn là turn và cái tức là quay theo chỉ số đồng hồ với cái độ mình được ra. Ví dụ đây là 15 độ bạn ha. Rồi các bạn quan sát chúng ta chọn là forever. Nhấp vào đây, điểm là để thực hiện cái lệnh này. Các bạn thấy chú mèo quay, bạn ha, quay mãi mãi luôn bạn ha. Rồi khi nào chúng ta có lệnh dừng hoặc là chúng ta nhấp chuột vào cái nút đỏ này, stop, thì chú mèo sẽ cái kịch bản này sẽ dừng lại các bạn ha. Đó, rồi đó là cái khối lệnh forever để các bạn thực hiện một cái hành động được lặp đi lại nhiều lần mãi mãi. Tiếp theo, các bạn đến cái khối lệnh là if then else. Đây là khối lệnh để rẽ nhánh chương trình. Thì nội dung này chúng ta có thể hiểu như sau. Để Mr. Dương xóa khối lệnh đi, các bạn chọn nhóm control. Đây các bạn thấy chúng ta có if then các bạn ha. Các bạn sử dụng khối lệnh rẽ nhánh này với một tình huống như sau. Giả sử các bạn muốn là khi các bạn nhấn phím khoảng trắng, phím space á, thì chúng mình sẽ quay các bạn ha. Thì cách thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn sẽ chọn cái khối lệnh là forever. Và trong khối lệnh này sẽ có cái lệnh rẽ nhánh đó là if then. Sau đó các bạn chọn cái nhóm lệnh là sensing. Sensing là một cái khối lệnh có những nhóm lệnh, có những khối lệnh mà Mr. Dương sẽ trình bày trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi. Các bạn chọn là khi press. Ở đây chúng ta đang chọn là phím khoảng trắng các bạn ha. Các bạn có thể chọn các phím khác cũng được. Ở đây chúng ta chọn là khoảng trắng. Khi nhấn khoảng trắng thì chú mèo sẽ thực hiện quay. Tiếp theo các bạn trở về phần motion, các bạn chọn là quay theo chiều kim đồng hồ. Rồi các bạn quan sát, Mr. Tân Dương thực hiện, chọn forever. Và nếu các bạn nhấn khoảng trắng, các bạn ha, khoảng trắng thì chú mèo sẽ quay. Đó, các bạn ha. Đó, tức là chương trình crash này sẽ chờ chúng ta gõ phím. Khi mà gõ phím khoảng trắng thì chú mèo sẽ quay. Đó các bạn ha. Hoặc các bạn có thể chọn là phím khác. Ví dụ các bạn chọn là phím chữ B. Các bạn nhấn chữ B các bạn ha, thì chú mèo khi mà chương trình chạy thì nhấn B thì chú mèo sẽ quay. Đó, thì đây để nhấn, tức là nếu cái bàn phím có sự kiện phím B được nhấn thì sẽ thực hiện một hành động nào đó. Ở đây là thực hiện hành động là chúng ta sẽ quay theo cái chiều kim đồng hồ. Tiếp theo các bạn đến khối lệnh wait until, tức là đợi cho đến khi thỏa một điều kiện nào đó. Các bạn quan sát, giả sử ở đây Mr. Dương chọn cái nhóm lệnh control, các bạn chọn lệnh là wait until, nghĩa là các bạn thực hiện một cái kịch bản, trong đó một cái hành động nào đó, đợi đến khi mà thỏa điều kiện. Ví dụ ở đây chúng ta đợi cho tới khi mà nhấn phím khoảng trắng thì dừng lại, bạn ha, cũng là cách làm đó. Thì chúng ta sẽ thực hiện trong các cái dự án lớn, thì các bạn sẽ chờ các video tiếp theo của Mr. Dương Channel. Tiếp theo các bạn đến một cái khối lệnh đó là repeat until điều kiện, tức là lặp lại một khối lệnh khác nhiều lần đến khi thỏa cái điều kiện. Đây các bạn quan sát, chúng ta có như sau là repeat until. Đấy, các bạn lặp lại các hành động cho khi nhấn khoảng trắng để dừng lại, các bạn theo quan sát ha. Giả sử ở đây chúng ta có chú mèo sẽ luôn luôn quay đến khi nào mà nhấn khoảng trắng để dừng lại, vậy chúng ta chọn đây là quay theo chiều kim đồng hồ, quay liên tục tới khi nhấn khoảng trắng để dừng lại. Các bạn quan sát ha, đây chú mèo sẽ luôn luôn quay. Bây giờ muốn dừng lại thì các bạn sẽ nhấn các phím bằng phím, thì nếu các bạn nhấn các phím khác thì không sao, nhưng nếu các bạn nhấn phím khoảng trắng thì chú mèo sẽ dừng lại các bạn ha. Các bạn quan sát, nhấn khoảng trắng và dừng lại. Rồi, đó. Còn nếu các bạn, đương nhiên rồi, các bạn có thể xác định được rất nhiều phím ở trên bàn phím bạn ha. Ở đây nói tương dương là thể hiện là chỉ dùng là cái phím khoảng trắng thôi, thì các bạn chọn space. Đấy, hoặc các bạn chọn phím khác đi, ví dụ các bạn chọn phím C. Rồi các bạn thực hiện chạy.
Lúc này các bạn có hoàng trắng thì chú mèo không dừng lại, bởi vì chúng ta xác định trong chương trình là nhấn phím C. Vậy chúng ta nhấn C, chú mèo sẽ dừng lại các bạn ha. Dừng lại. Đó là cái tác dụng của cái khối lệnh là repeat until, tức là lặp một cái thao tác khác. Ở đây cụ thể là cái thao tác là quay chú mèo các bạn ha, nhiều lần cho tới khi nhấn cái phím nào đó thì dừng lại. Tiếp theo các bạn đến cái khối lệnh là stop để dừng kịch bản. Thực chất của cái lệnh này là dừng các cái khối lệnh đang thực hiện những cái hành động, những cái tương tác ở trên squad lại ha, trong dự án ta dừng lại hết các bạn ha. Rồi ví dụ ở đây các bạn có như sau. Giả sử chat banh các bạn sẽ cho nó chạy ngẫu nhiên trên màn hình bằng cách các bạn là như sau. Đầu tiên các bạn vào phần là control, các bạn chọn forever. Sau đó các bạn nhớ đang chọn cái chế banh bóng rổ bạn ha, nhớ phải chọn. Rồi các bạn chọn motion, các bạn chọn là grind, tức là trượt mà trong một giây đến các vị trí ngẫu nhiên trên màn hình, random position các bạn ha, trượt vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Sau đó các bạn tới chú mèo, các bạn tương tự, các bạn sẽ cho nó quay đến khi nhấn phím C thì dừng lại các bạn ha. Rồi chúng ta thực hiện bằng cách là phải nhấp vào dĩ này. Rồi chép anh các bạn ha, chúng ta sẽ chọn đó chạy, nghĩa là chúng ta đang thực hiện tất cả những cái hiệu ứng, những hành động với nhân vật hoặc là với sân khấu. Bây giờ chúng ta muốn dừng lại, chúng ta làm như sau. Các bạn vào nhóm control, các bạn chọn stop, các bạn chọn stop all. Như vậy là tất cả những cái nhân vật và những cái hành động của nhân vật đó và những tương tác đều dừng lại hết. Thì cái việc nhấn cái khối lệnh stop all này giống như là các bạn thực hiện với cái việc là nhấn vào cái nút màu đỏ này các bạn ha, để chúng ta dừng lại. Dừng lại các bạn ha. Đó. Việc các bạn nhấn stop all thì giống như các bạn chọn cái nút stop chương trình start. Ngoài ra, các bạn cũng có thể là dừng kịch bản của một cái nhân vật ở đó ha, hoặc là những nhân vật khác ở trong cái dự án Stratt của các bạn. Tiếp theo các bạn đến cái khối lệnh khi bắt đầu là một bản sao. Các bạn quan sát ở đây chúng ta có khối lệnh này các bạn ha. Đây. Đó. Khi chúng ta có thể tạo ra cái bản sao của nhân vật. Ví dụ ở đây các bạn có như sau. Khi bắt đầu là một cái bản sao thì các bạn sẽ cho nhân vật là chú mèo các bạn ha. Các bạn chọn chú mèo. Các bạn chọn khối lệnh là when I start as a clone. Các bạn chọn motion, các bạn chọn di chuyển. Các bạn chọn thử nhấp chuột vào thì chú mèo di chuyển các bạn ha, di chuyển đó. Các bạn có thể là thực hiện cái khối lệnh là tạo bản sao hoặc xóa bản sao. Ví dụ các bạn muốn tạo bản sao của cái quả bóng rổ này, các bạn chọn quả bóng rổ. Các bạn chọn xong, các bạn phải chọn cái grid a clone of myself, tức là cái quả banh bóng rổ này sẽ được nhân bản thêm thành những bản sao các bạn chọn. Như vậy đây, một lần các bạn kéo ra là thêm một banh. Các bạn chọn nữa, chúng ta lại có nữa bạn ha. Đó, là có nữa các bản sao. Đó. Các bạn chọn tiếp. Đó. Như vậy đây là một cái khối lệnh để các bạn tạo ra những bản sao dùng trong những cái một số cái game vui nhộn như là bắn máy bay hoặc là một số cái game mà tạo ra những cái đối tượng bất ngờ và những đối tượng hiện ra ngẫu nhiên ở trên cái mà sân khấu, thì các bạn sẽ dùng cái chức năng là tạo các bản sao này, rất là thú vị các bạn nha. Tiếp theo các bạn có cái khối lệnh điều khiển với sân khấu. Với sân khấu thì các bạn phải chọn sân khấu. Thì chúng ta có các lệnh như sau. Với cái sân khấu chúng ta có các khối lệnh điều khiển control áp dụng cho nhân vật đều có thể áp dụng được cho sân khấu, nhưng có hai khối lệnh sau là không có xuất hiện khi chúng ta xử lý sân khấu, đó là when I start as clone và delete this clone các bạn ha. Đây các bạn quan sát, khi chúng ta chọn cái nhân vật đó là quả bóng rổ thì chúng ta sẽ có các cái khối lệnh trong phần control như vậy các bạn ha, rất nhiều lệnh. Nhưng khi các bạn chọn cái sân khấu ở đây thì nó sẽ mất đi một số lệnh. Các bạn quan sát này, nhấp ở đây chúng ta sẽ mà mất đi cái lệnh là when I start as a clone hoặc là delete this clone các bạn ha. Nếu các bạn chọn cái nhân vật thì sẽ có đủ cái này. Đây các bạn ha, vị trí này.
Còn nếu các bạn bỏ chọn sân khấu thì chúng ta sẽ không có hai lệnh đó. Còn những lệnh khác thì giống như là thực hiện với nhân vật. Thì các bạn coi lại phần trước của video, các bạn sẽ nắm được bạn ha. Quan trọng các bạn phải có cái ý tưởng thì các bạn tạo nên cái bài statement rất là ấn tượng. Còn cái lệnh của nó thì nó đơn giản, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi các bạn ha. Để kết thúc video này, Master Đăng Dương mời các bạn đến một đề tài như sau. Đề tài số 3. Khi nhấn vào lá cờ, trái táo sẽ luôn luôn trượt đến vị trí ngẫu nhiên trên sân khấu, đồng thời vừa cười vừa nói ha ha ha, catch me if you can. Tiếp theo, có một chú bọ hung sẽ luôn luôn hướng theo trái táo và nói: táo ơi, mi đứng lại đi, tàu chóng mặt quá à. Chờ trong 3 giây bạn ha. Như vậy để làm bài này chúng ta phải có những đối tượng như là quả táo, rồi con bọ hung, vân vân. Và chúng ta sẽ kết hợp những lệnh ở trong phần event và control để thực hiện các bạn ha. Rồi các bạn quan sát, mất là như thế trên màn hình. Đầu tiên các bạn sẽ bỏ cái dãn tạm đi các bạn ha. Các bạn vào file, các bạn chọn new, các bạn chọn ok. Sau đó các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ có trái táo và cái con bọ hung. Như vậy chú mèo không cần thiết nữa, các bạn sẽ bỏ đi bằng cách các bạn nhấp chọn chú mèo. Các bạn chọn nhấp vào cái biểu tượng thùng rác để xóa. Sau đó các bạn sẽ đưa cái nhân vật quả táo và cái con bọ hung vào các bạn ha, bằng cách các bạn chọn ở vị trí này. Rồi các bạn chọn quả táo. Tiếp theo các bạn chọn tiếp là chú bọ hung các bạn ha. Đây, đi tù. Rồi tiếp theo chúng ta để bọ hung ở giữa sân khấu bạn ha, quả táo ở đây. Và để cho quả táo xuất hiện thì chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn thấy theo kịch bản này là khi nhấn lá cờ và các bạn vào cái nhóm event, các bạn chọn là when lá cờ click là vị trí này các bạn ha. Như vậy chúng ta đã được một cái khối lệnh theo cái yêu cầu của bài là khi nhấn vào lá cờ. Tiếp theo, trái táo sẽ luôn luôn trượt đến cái vị trí ngẫu nhiên trên sân khấu. Như vậy ở đây ta có trái táo bạn ha. Vậy trượt các bạn trở về cái phần motion. Các bạn lưu ý chúng ta đang chọn là khi nhấn lá cờ với quả táo bạn ha. Rồi sẽ các bạn chọn là grind đó, ở đây các bạn. Và ở đây chúng ta chọn là 1 giây và tới cái vị trí ngẫu nhiên trên sân khấu là random position các bạn ha. Như vậy chúng ta đã thực hiện được cái yêu cầu thứ hai đó. Đó, luôn luôn trượt đến cái vị trí ngẫu nhiên trên sân khấu bạn ha. Đồng thời vừa cười vừa nói ha ha. Vậy vừa cười vừa nói thì chúng ta sẽ thực hiện như sau là chúng ta vào phần lúc các bạn chọn là say. À, vừa cười vừa nói say ha. À, các bạn chọn ở đây, các bạn chọn là ha 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 ba lần các bạn ha. Rồi chấm cái đi, catch me if you can. Đó, bắt tôi nếu bạn có thể các bạn ha. Rồi và chúng ta phải cho cái hành động quả táo này nó thiệt nhiều lần. Vậy chúng ta sẽ thêm ở một control, các bạn chọn là forever. Các bạn kéo vào và các bạn lưu ý là khi mình kéo vào chúng ta sẽ để ở giữa đây. Thì cái đó squad sẽ đưa hai cái khối lệnh grind và say nằm ở giữa các bạn ha. Và như vậy các bạn thử chạy với cái kịch bản này với quả táo, bạn quan sát nhấp vô cái lá cờ thì bạn thấy là quả táo sẽ di chuyển và di chuyển sẽ nói là ha ha, catch me if you can các bạn ha. Muốn cho di chuyển nhanh thì các bạn sẽ chọn cái grind các bạn ha, là tốc độ nhỏ hơn 0.5 bạn ha. Tuy nhiên ở tốc độ này các bạn sẽ thấy được rõ cái chữ hơn bạn ha. Đó là với cái quả táo là di chuyển ngẫu nhiên trên sân khấu và vừa đi vừa cười nói các bạn ha, ha ha ha, catch me if you can. Tiếp theo các bạn dừng cái kịch bản này lại, các bạn tiến hành thực hiện với chú bọ hung. Các bạn sẽ chọn chú bọ hung ở đây. Tiếp tục các bạn lại tiếp tục là các bạn chọn là event, là cái sự kiện, là when lá cờ click. Tương tự là các bạn sẽ cho cái chú bọ hung là luôn hướng về và luôn luôn, nhưng các bạn phải thêm cái khối lệnh này các bạn ha, là control. Các bạn chọn forever là luôn luôn các bạn ha. Rồi hướng về các bạn chọn cái nhóm lệnh motion, các bạn chọn là point towards đấy các bạn có ở đây đó. Và chúng ta chọn hướng về quả táo là apple đó. Như vậy là với cái lưu ý này chúng ta thấy là hướng cái chú bọ hung á là về cái quả táo các bạn ha, là apple. Tiếp theo hướng về xong và sẽ nói là táo ơi, mi đứng lại đi, tàu chóng mặt quá hà. Bạn ghi vô bằng cách là các bạn sẽ thêm vào lúc các bạn chọn là say.
gọi là đây, đó, hướng về và nói ha. Ở đây là gì? Là táo ơi. Rồi, mi đứng lại đi. Mi đứng lại ha, đứng lại đi. Rồi, mi đứng lại đi. Rồi chấm ha, rồi tàu ha, tàu, tàu. Mình ghi hoa các bạn ha, tàu đi, tàu. Rồi. Rồi, chóng mặt quá. Chóng, bạn hay. Ở chúng ta ghi tiếng Việt luôn các bạn ha, chóng mặt quá ha. Chóng mặt quá ha. Rồi. Rồi, chóng mặt quá ha các bạn ha. Rồi. Tiếp theo và chờ trong hốt 3 giây thì các bạn vô phần là control, các bạn chọn là wait. Các bạn chọn 0.3 để cho cái việc nó con chú bộ hung nó quay nhanh hơn các bạn ha. Vậy 0.3. Rồi các bạn quan sát, khi chúng ta nhấp vào lá cờ, nghĩa là toàn bộ dự án này được thực hiện bao gồm cái kịch bản của quả táo và chú bộ hung, thì chúng ta thấy kết quả như trên màn hình. Nghĩa là chú bộ hung luôn luôn quay về phía quả táo và nói là táo ơi, mi đứng lại đi. Tàu chóng mặt quá hà. Đó. Và khi cái quả táo di chuyển thì đều ghi là ha ha, catch me if you can. Đó. À, bạn thấy ha, rất là thú vị bạn ha. Đó. Các bạn thấy chỉnh cái kịch bản như sau, các bạn chọn cái quả táo. Các bạn chọn cái grind, tức là nó trượt trên màn hình là 0.5 đi. Các bạn thấy rất là nhanh bạn ha. Rất nhanh, và chú bộ hung sẽ hướng về cái quả táo và luôn luôn than rằng là gì? Chóng mặt quá bạn ha. À, rất là thú vị. Rồi, để nó dừng lại các bạn ha, dừng lại. Thì chúng ta sẽ áp dụng lệnh là stop all các bạn ha. Ta nhấp ở đây, ta chọn là stop all. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các cái khối lệnh sự kiện, events và điều khiển control. Các bạn tiến hành lưu lại dự án này, các bạn vào menu file, các bạn chọn là save to your computer. Các bạn chọn đặt tên của dự án là các bạn ghi là game ha. Game 1 đi các bạn ha, game 1. Các bạn chọn save hoặc các bạn ghi rõ luôn game là bỏ hung các bạn ha, là Beetle and Apple các bạn ha, tức là nó ghi cái dự án mô tả được cái nội dung bên trong, tức là bỏ hung và quả táo ha. Các bạn lưu ý khi chúng ta đặt tên game á, chúng ta đặt làm sao cho gợi ý được cái nội dung bên trong các bạn ha. Ở game Beetle and Apple các bạn ha. Các bạn có thể bỏ chữ game cũng được. Ngoài ra thì các bạn hãy thực hiện như trên màn hình các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái nút save các bạn ha, để mà lưu vào cái folder là bài tập Scratch chúng ta. Rồi, các bạn chọn save. Video số 3 đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn đã biết được các cái khái niệm và cái cách sử dụng cái nhóm lệnh là sự kiện, event và điều khiển control để các bạn làm cái dự án các bạn ngày càng phong phú và có nhiều tính năng hơn. Các bạn nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của MasterNewYoung Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của MasterNewYoung Channel. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.